Mến chào quý cô chú anh chị à, chào mừng cô chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Hiện tại anh chị em đang đứng trước một căn nhà trên trục đường Lý Bán Bích đó anh chị. Nó quận Tân Phú mình nha. Nhà mình gần Đầm Sen nè à, cũng rất là thuận tiện cho anh chị mình ở kinh doanh hoặc là cho thuê nha. Khu vực xung quanh đây thì chung cư cũng rất là nhiều nha anh chị. Đó nè, đường trước nhà mình là đường bê tông hiện hữu khoảng tầm 3 mét ha. Rất là rộng rãi, thông thoáng hai đầu. Ở xung quanh anh chị thấy không? Dân cư ở rất là đông nha. Xung quanh này họ xây dựng nhà cao tầng cũng nhiều à, có chung cư rồi này kia đầy đủ nha anh chị đó, anh chị mua về ở cũng được hoặc là xây dựng lại cũng rất là ok à, cho thuê cũng rất là thuận tiện nha. Nhà mình có diện tích là ngang 3m5, dài 6m5 nha. Kết cấu là một trệt một lầu nha anh chị. Đây này, và mình vào rồi xem chi tiết bên trong nè. Chỉ có giá là 2 tỷ 760 triệu thôi. Nó cái giá cũng khá là hợp lý cho khu vực quận Tân Phú nha. Trung tâm của quận Tân Phú luôn chị, đường Lý Bán Bích, Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Tí nữa sẽ em sẽ chạy ra đoạn ngoài đầu đường cho anh chị mình xem dễ hình dung hơn ha. Còn đây, và bây giờ mình xem chi tiết bên nhà. Ở nhà mình thì ở dưới là phòng trệt, tầng trệt thì chỉ có khu vực bếp, khu vực nhà vệ sinh, cầu thang đi lên. Ở trên đây sẽ có cái khu vực gác suốt nha anh chị. Này. Này, khu vực cái suốt ha anh chị mình để ở gia đình mình ở là cũng rất là thuận tiện ha đó. Hoặc là anh chị cho thuê đó, sinh viên ở hai ba bạn đó, ở chung một căn nhà cũng rất là ok ha. Nó khu vực này thì anh chị tùy anh chị mình có thể cải tạo lại làm nhà vệ sinh cũng được, hoặc là để cái khu vực để kho cũng rất là ok ha. Đó, xung quanh đây là người ta để cái chén đó là chén cà phê anh chị, cho nó giống như để trong trong nhà là khử mùi này kia rồi anh chị. Nó này, ở ngoài đây sẽ có cái ban công thuận tiện cho anh chị mình phơi đồ. À, anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha, 0949 900 589. Em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. À, nhà ngang 3 ở à, đúng rồi, ngang 3m5, dài 6m5, thì có giá là 2 tỷ 760 triệu thôi. Đó, thì bây giờ em sẽ chạy ra đầu đường Lý Bán Bích cho anh chị xem. Hẻm này thì hẻm thông, anh chị đi đường nào cũng sẽ ra lại Lý Bán Bích hết. Đó, thì em đi cái đường này là cái đường lúc nãy em vô cho anh chị mình thuận tiện nha. Đó, anh chị chạy lên tới đây tí xíu là hẻm này là hẻm ô tô rồi nè. Đó. Đó. Rất là thuận tiện nha anh chị. Hẻm cũng rất là rộng, khu vực này hẻm cũng khoảng tầm 4 mét. À, chạy lên tí xíu là ra hẹn ô tô ha. À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. À, anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó, mình quẹo nhẹ đây cái là mình ra lại Bán Bích nè. Đó. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.